Top 5 cuốn sách hay nhất của Lưu Tư Hạo Lưu Tư Hạo được mệnh danh là nam thần tản văn được yêu thích nhất tại Trung Quốc cùng với đó là bảng thành tích đáng ngưỡng mộ. Những cuốn sách của anh truyền cảm hứng mạnh mẽ đến bạn đọc. Reader xin giới thiệu đến bạn đọc top 5 cuốn sách hay nhất của Lưu Tư Hạo. Review sách yêu những điều không hoàn hảo. Những cuốn sách hay nhất mọi thời đại nên đọc. Top 8 cuốn sách hay về kỹ năng sống bạn trẻ nên đọc. Vài nét về tác giả Lưu Tư Hạo. Lưu Tư Hạo sinh năm 1991 tại thành phố Trương Gia Cảnh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Anh được biết đến là một tác giả, diễn giả nổi tiếng cũng với những cuốn sách truyền cảm hứng đến bạn trẻ. Anh tốt nghiệp Đại học Quốc gia Australia và hoàn thành bằng nghiên cứu sinh tại Đại học Tài chính Melbourne. Năm 2011, xuất bản tác phẩm đầu tay nghĩ quá nhiều. Cuối năm 2015, lọt top 10 tác giả 90 đương đại nổi tiếng. Năm 2017, góp mặt trọng top 3 bảng xếp hạng các tác giả 90 nổi tiếng nhất. 1. Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ Những vấp ngã trên đường đời chính là bài học để con người tự hoàn thiện bản thân, ở tuổi trẻ ấy chúng ta đều mang trong mình những ước mơ khác nhau. Kẻ lựa chọn an nhàn, người lựa chọn đâm đầu vào thử thách, chúng ta đều có quyền lựa chọn cho bản thân một lối đi. Đến cuối cùng điều ai cũng mong muốn chính là sống một tuổi trẻ hết mình, nếu bạn đang băn khoăn giữa những thử thách của tuổi trẻ thì đừng ngại cho bản thân một cơ hội thay đổi mình nhé. Bằng cách gì ư? Rất dễ dàng, nếu bạn sở hữu được cuốn sách dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ thì mọi khó khăn lập tức được gỡ rối. Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ. Cuốn sách Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ xuất bản lần đầu vào năm 2014, sau đó tạo nên một làn sóng mạnh mẽ đó là hơn một triệu bản được bán ra và nhanh chóng trở thành sách gối đầu giường của người trẻ Trung Quốc. Đến năm 2017 được chuyển thể thành phim truyền hình. Cuốn sách được chia làm 4 phần rõ ràng, đó là chủ đề về cuộc sống, tình bạn, ước mơ, tình yêu. Giám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ chắc chắn sẽ đem đến cho bạn nguồn năng lượng bất tận để theo đuổi ước mơ, sống hết mình với thanh xuân. Xem thêm review sách Giám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ, Lưu Tư Hạo. Hai, đợi đi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Đợi đi, vết thương nào rồi cũng lành lưu giữ những bài học ý nghĩa về tuổi trẻ, tình yêu và cuộc sống. Thời gian chính xác là liều thuốc tốt nhất để chữa trị vết thương của mỗi chúng ta, cho nên khi gặp khó khăn đau khổ đừng vội bi quan rồi mọi thứ sẽ ổn. Đợi đi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Cuốn sách chính là những chiêm nghiệm của tác giả về cuộc sống, tình yêu, bạn bè. Tất cả đều là những vấn đề mà các bạn trẻ ngày nay đang loay hoay đi tìm câu trả lời. Mỗi một chương sách sẽ đem đến cho bạn những bài học ý nghĩa về cuộc sống. Và chắc chắn rằng mỗi chúng ta đều có thể tự tìm thấy chính mình trong đó. Xem thêm, review sách đợi đi. Vết thương nào rồi cũng lành. 3. Đừng cúi đầu mà khóc. Hãy ngẩng đầu mà đi. Có những ngày bạn như rơi xuống đáy của nỗi buồn, bạn thất vọng vì cuộc sống luôn hà khắc với mình. Những lúc như vậy chúng ta luôn có xu hướng nghĩ về điểm tiêu cực của cuộc sống, nhưng bạn lại không hề biết rằng con người đều phải trải qua đau khổ như vậy mới có thể trưởng thành. Nếu bạn đang lạc đường giữa tháng năm tuổi trẻ cũng đừng sợ hãi nhé. Hãy để đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi. Đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi. Nếu cuốn sách dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm sâu sắc liên quan đến ước mơ, thành công của tuổi trẻ thì đừng cúi đầu mà khóc. Hãy ngẩng đầu mà đi lại tập trung khai thác sâu những đau khổ, vấp ngã trong tình yêu, ở đường đời, giúp các bạn độc giả dũng cảm bước đi ở tháng năm tuổi trẻ đầy trông gai. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần là những lời tâm sự đầy chân thật, các câu chuyện được tác giả kể lại xoay quanh cuộc sống của anh. 4. Đáp án của thời gian Thời gian chưa từng lên tiếng nhưng lại trở thành đáp án của tất cả. Đáp án của thời gian. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Lưu Tư Hạo, sách kể về cuộc đời của một cậu bé sinh ra đã không được khỏe mạnh và còn bất hạnh thay khi phải lớn lên trong sự thiếu tình thương của gia đình, bạn bè. Cậu bé Trần Dịch Dương chỉ có một tia hy vọng về tình yêu thương của bà nội. Trong những năm tháng đầy đau khổ ấy, Trần Dịch Dương đã gặp không ít khó khăn. Tưởng chừng cuộc đời cậu chỉ là những ngày tháng đầy thương đau thế nhưng cuối cùng thời gian cũng đã cho cậu một đáp án thỏa đáng nhất chính là một người con gái mà cậu vẫn luôn tìm kiếm để xoa dịu những nỗi đau trong đời. Năm, trời sinh vụng về, hãy bù đắp bằng sự kiên trì. Cuộc sống này vốn dĩ đã không công bằng, thứ chúng ta nỗ lực hết mình để đạt được chưa chắc sẽ đạt được thế nhưng với một số người họ chỉ cần bước đi nhẹ nhàng thôi cũng đã thành công rồi. Khoảng cách để thành công của mỗi người là không giống nhau chính vì thế mà khi chúng ta đã vụng về và chậm chạp hơn người khác thì chắc chắn bạn phải nỗ lực hơn mọi người rất nhiều. Trời sinh vụng về, Hãy bù đắp bằng sự kiên trì. Hãy để Lưu Tư Hạo truyền động lực cho bạn làm điều này một cách tốt hơn qua cuốn sách Trời Sinh Vụng Về, hãy bù đắp bằng sự kiên trì. Cuốn sách là những lời tâm sự của Lưu Tư Hạo, cuốn sách chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành của nhiều bạn trẻ. Xem thêm review sách Trời Sinh Vụng Về, Hãy bù đắp bằng sự kiên trì, Lưu Tư Hạo. Trên đây là top 5 cuốn sách hay nhất của Lưu Tư Hạo mà Reader khuyên bạn nên đọc. Hy vọng bài viết này hữu ích trong việc lựa chọn sách cho bạn.